Rồi đặt vô đủ mấy dẫn tụ năm xị tôi nghe, gần Tết rồi công an bắt dữ lắm, tụ năm xị tôi nào, đặt dưới năm xị đéo dở nha. Mấy tay em mày đặt ngàn hai ngàn gom lên tụ năm xị đi cho người ta dễ chung, chứ đặt lấy tẻ này làm biến chia bài quá trời ơi. Má đặt ngàn hai ngàn kiểu này biết nào mua được xì bo đấy. Ok chơi đi, nào mà thua hết tiền đây có dịch vụ cầm người yêu luôn nha, đủ mới gửi người yêu lại qua Tết rồi đủ mới chuột cũng được. Mấy tay em mày đặt ngàn hai ngàn chia mỗi tay giúp mẹ, đủ mấy dẫn tụ năm xị mà đặt có ngàn hai ngàn yếu nè. Cái tụ này lộng cộng nè, đủ má kéo kéo quần què nhìn mặt bù rồi gom mẹ nó đi, đủ má nhìn mặt biết xuống nhà kìa, mặt buồn hiu là bù chứ cắt gì nữa. Trời ơi, nhiều khi nó một điểm sao anh, mình đâu biết trước được, 30 chứ phải là Tết đem kéo em gặn đó. Ok 2/10 rồi đó, đủ má 9 con rồi, đủ má 1/10 nữa. Vâng, sau đây là bà chị của Lâm mang tên Nguyễn Hương. Nguyễn Hương chuyên bán sỉ và lẻ tất cả các loại đông trùng hạ thảo, chẳng hạn như cây đông trùng hạ thảo, bông đông trùng hạ thảo, gụ đông trùng hạ thảo sấy khô, hạ thảo tươi. Hạ thảo là một loại thảo dược ngăn ngừa nhiều thứ bệnh, chẳng hạn như phòng bệnh gan thận, giảm lượng cholesterol, tăng cường sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, thanh lọc cơ thể, tăng cường sinh lý, trợ tiêu hóa, chống lão hóa. Vâng, để biết thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như mua hàng, mời khách liên hệ số điện thoại 0939285189 hoặc là 0782884035 hoặc là kết bạn Zalo. Quý khách mua hai sản phẩm sẽ được free ship toàn quốc, cam kết chiết xuất 100% tự nhiên không phẩm màu. Vâng, trên màn hình của chúng ta là Facebook cá nhân của chị Nguyễn Hương. Ngoài ra chị Nguyễn Hương còn tiến sĩ tiền đại lý vốn rẻ kinh doanh, mời khách truy cập vào Facebook cá nhân của chị Nguyễn Hương để được tư vấn.